Nghe nói cả nhà rất thích ăn tôm càng, nhưng mà cả nhà không biết làm cách nào. Thì thật tình cờ, mình vừa nghiên cứu ra cái món tôm càng sốt với cà chua. Món này đơn giản nhưng mà đặc biệt, ăn rất là ngon. Nếu mà nhà bạn có mấy bé nhỏ, bạn thử làm món này và cho các bé ăn cùng với bánh mì nha. Bảo đảm các bé sẽ rất là thích cho mà xem. Để làm món này thì đầu tiên cả nhà sẽ đi chợ mua cái tôm càng. Không có tôm càng thì cả nhà có thể sử dụng tôm sú hoặc tôm thẻ vẫn được nha. Mua tôm về, mình sẽ cắt bỏ cái phần rau đi. Sau khi mình bỏ cắt cái phần rau xong rồi, cả nhà sẽ rửa lại và để ráo nước. Ráo nước xong mình sẽ bắt cái chảo dầu, khi dầu nóng rồi mình để tôm vào. Mình sẽ dùng giá đảo nhanh, đảo liên tục, đảo để cho tôm săn chắc chín lại là được nha. Sau khi tôm săn chắc chín lại thì mình sẽ tiếp tục để tỏi hành vào. Để tỏi hành mình cũng sẽ dùng giá, mình đảo nhanh, đảo liên tục, đảo cho đến khi tỏi với hành vàng thơm rồi thì mình hả cho cái cà chua vào. Thì cà chua này thì mình đã xay nhuyễn rồi nha cả nhà. Lưu ý cà chua thì cả nhà nên chọn tái chín, khi mình làm nó sẽ ngon hơn. Sau nữa mình sẽ nêm gia vị. Gia vị thì mình sẽ để trên phần màn hình, cả nhà cần thì tham khảo nha. Thường thì mấy bé nhà mình rất là thích ăn cái món nào có sốt cà chua. Nhưng mà sốt cà chua, tái cà chua không chua được đâu nha cả nhà. Phải kèm theo là chai cà chua của Nam Dương. Mình thường sử dụng cà chua của Nam Dương vì cà chua của Nam Dương không quá chua mà cũng không quá ngọt. Cái vị của nó ăn rất là đậm đà và ngon. Sau khi mình cho tất cả nước sốt vào trong cái tôm rồi, mình sẽ khuấy đều lên. Và sau đó nữa cả nhà, dặn lửa nhỏ nhỏ thôi, cho gia vị thấm đều vào trong tôm. Thì thường thì các bạn sẽ nói rằng tại sao con tôm này mình không chẻ lưng để cho gia vị thấm đều vào bên trong. Thì cả nhà ơi, nếu mà cả nhà cắt cái lưng ở trên cũng được nha, và khi mình chiên thì dầu sẽ bám vào bên trong cái lưng tôm nhiều nên mình cũng không mấy gì thích. Thì nói chung là tùy cả nhà, mình thích cắt trên lưng hay là không cắt cũng được nha. Nước sọt xuống thì mình sẽ để hành tây và hành lá vào. Sau nữa mình sẽ dùng giá đảo để cho hành tây với hành lá chín là được nha. Cái món này đặc biệt cả nhà đi chợ mua bánh mì về chấm cùng đi, bảo đảm ăn nghiện luôn á. Không thì mình sẽ mua bún mình ăn kèm nè, còn không nữa thì mình sẽ ăn cùng với cơm. Nó có nhiều cách để ăn lắm cả nhà, quan trọng là mình thích cách nào thôi. Thường thì mấy bé của mình ăn với bánh mì, mà ăn với bánh mì lần mấy bé ăn lần mấy ổ luôn. Thì cách này nó đơn giản nhưng mà nó không có cầu kỳ cả nhà thấy không, cứ cần lạnh là mình làm thôi. Cà chua thì mình sẽ để vào máy xay, mình xay nhuyễn ra, xong rồi cái tôm càng mình chiên xong, mình xớt cái cà chua vào nữa, mình nêm gia vị, vậy là xong thôi đó. Xong rồi mình ra dĩa mình bưng lên mời ông bà cô chú bác cùng ăn. Vậy là video đến đây kết thúc rồi, rất mong cả nhà sẽ hài lòng với video này. Hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo nha.